Hello, em xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh kể chuyện của em. Mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thư giãn và vui vẻ khi xem clip của em ngày hôm nay. Đến với chương trình hôm nay, em mặc cái áo rất là phù hợp với cái nội dung này mến gửi đến quý vị. Ta nói hả, anh rể dụ cô em vợ ngây thơ hai cái ngoài đồng ruộng hoang vắng. Cái kết ta nói lê lết luôn. Mến mời quý vị cùng lắng nghe. Anh rể và em vợ này á, cô em vợ này cổ đẹp lắm mà cổ khờ nữa. Thì dụ bằng cách nào, cái kế hoạch nó hoàn hảo ra sao, mến mời mọi người cùng lắng nghe. Thì có cái anh này cao to lực lưỡng, mới cưới vợ được chừng năm. Cô vợ này cũng có em bé, mới vừa sanh em bé xong. Thì vợ thì vợ đẹp lắm. Anh này thì đàn ông mà khi mà vợ ở cử á, 9 tháng 10 ngày là đã phải nhịn rồi. Tại vì không có gần gũi được với vợ, để cho mẹ tròn con vuông, bác sĩ dặn cũng không có được gần gũi nhiều. Thành thử ra là ảnh cám treo mà để heo nhịn thèm như vậy đó. Thì tới khi mà vợ sanh em bé rồi thì lại tiếp tục phải nhịn nữa. Nhịn hoài, nhịn ghét vậy đó. Thì đàn ông mà nhiều khi cũng muốn tìm cái nơi nào đó để mà tâm sự, trút bầu tâm sự mà không biết làm sao, mà khó chịu dữ lắm nhưng mà cũng phải gán chịu. Thì bữa hôm đó thì cô vợ này mới vừa sanh em bé, thì thấy chồng cũng như vất vả, vừa đi làm vừa chăm mình, chăm con nữa đó. Mình thử ra thấy xót, mới nói anh ơi, hay để em về dưới quê á, có em gái em á, nó có gì nó chăm phụ, nó có gì chăm phụ à, chứ giờ hai vợ chồng mình nó coi như ở đây á, mà sao lê quay với em bé cũng cực cho anh quá. Thì nghe tới cô em vợ thì anh này ảnh nghe vậy anh thích dữ lắm. Anh nghĩ trong lòng anh như trời, cô em vợ này mới có 18 tuổi mà nhỏ này nó đẹp lắm, mà nghe vợ mình nó khờ dữ lắm, mà chưa có người yêu, chưa có bạn trai nữa. Cho nên là thấy nghe kể rồi thấy cái hình thôi, mà đứng gần thôi là đã chịu không nổi rồi. Thấy cái máu đàn ông mà nó trỗi dậy đó quý vị. Trời ơi, cô em vợ chứ cũng ước gì mình có thể ấy cô em vợ một cái coi sao. Thì ước mơ thì chỉ là mơ ước thôi, chứ cũng chưa có dám. Tại vì vợ của mình nó cũng hơi dữ dữ. Hơi vợ anh này là coi như là dữ dữ lắm. Đó, đẹp mà dữ. Thành thử ra là ảnh cũng thèm vuốt một cái, nhưng mà không biết làm sao, làm cách nào. Thế là ảnh mới lên kế hoạch. Nó ừ thôi cũng được, anh thấy em cũng mới sanh em bé mà giờ cơm nước nhà cửa giặt giũ thì anh đàn ông đàn ên anh phải mắc đi làm nữa, anh đâu có giúp được. Không ấy nói em gái của em lên giúp phụ mình đi, hay là mình đi về dưới quê để cho tiện bề chăm sóc vậy đó. Thì mới đi về, nói dạ dạ. Thế là hai chồng mới cuốn gói về dưới quê. Mà cô em gái này thì dưới quê mà ngây thơ lắm. Thấy anh chị mình từ thành phố về đó mừng lắm. Thấy em bé nữa thì rất là thương cháu. Mới ta nói hả, giúp đỡ nhiệt tình luôn. Ngày nào cũng qua nấu cơm, rồi giặt giũ quần áo, gọn ngăn nắp lắm. Thì khi mà thấy cái cảnh mà thà nó giống như là cá gặp nước quý vị. Anh rể này thì cũng máu đàn ông á, thì đôi khi thấy mà phụ nữ dù là em vợ hay là gì đó, thấy mà cứ đứng gần xà ràng thì nhiều khi nó cũng chịu không nổi. Thì thèm dữ lắm. Thấy cô em vợ trời mới 18, da nó trắng mà nó đẹp, trời ơi ước gì có thể ấy một cái coi làm sao. Thế là mới lên kế hoạch đó. Kế hoạch đó thôi, bây giờ là làm sao đây, làm sao để mình có thể là coi như là để nhỏ này nó trao hết cho mình đây. Thì bắt đầu ấy mới rủ, nói em anh nói thiệt á, là ở ngoài ruộng á, ở của má vợ đó quý vị, thì có cái vườn bắp mà bây giờ là mùa thu hoạch đó. Mới nói với vợ chứ không ấy, giờ anh đi hái bắp mà cho má mình, má vợ đó, thì bây giờ là anh cũng cần có ai đó phụ. Không ấy để anh rủ cốt đi phụ, gì dốt đi phụ với anh.
đó. Thì em gái em á, để hai người hái cho nó nhanh nhanh, thì cô vợ nghe vậy thì cũng bằng lòng, nghĩ là chồng mình đi hái bắp thì rủ em gái mình đi hái phụ thôi chứ đâu nghĩ gì đâu. Nó ừ anh cứ đi, anh rủ nó đi hái phụ anh đi chứ em mới sanh con cũng không có phụ gì được anh đó. Thì cái cô em vợ nghe vậy thì cũng dạ. Thì hai người ra ngoài cánh đồng, thì giữa đồng không hiu quạnh mà có mình nên à, thành thử ra là cái anh rể này cũng như là phái à, vô mánh à. Bây giờ mình dụ được nhỏ này ra ngoài cánh đồng ruộng rồi, bây giờ phải sao đây. Thì hai người cũng lo mãi mê hái bắp, hái bắp thì hái đâu cũng được mấy chặt bắp, thì cũng mệt quá mới ghé vô mấy chỗ cây dừa đó ngồi nghỉ mệt. Thì giữa đồng không hiu quạnh à, thì hỏi cô Út chứ giờ hỏi nhỏ em gái vợ đó là có khát nước không để anh hái dừa cho cô uống uống. Thì bắt đầu là cái nhỏ này nó nghe vậy nó dạ em cũng khát nước quá anh rể ơi. Thì ảnh mới leo lên, ảnh là không đàn ơn, ảnh ga lăng ảnh leo lên hái dừa. Hái dừa xong nhỏ này uống cũng một trái, hỏi cô uống nữa uống dạ cái uống hai trái. Trời ơi, một mình từ sáng giờ mà đi hái bắp mà khát nước quá thì uống knock out lần hai hai trái luôn, khát quá khát. Uống xong thì anh rể cũng ngồi dòm dòm vậy đó, giữa đồng không hiu quạnh không ai hết trơn. Thì uống hoài giọng thứ uống dừa nhiều quá thì nó mắc đái. Thì cô em vợ này mới nói anh rể ơi giờ em, anh nói thiệt với anh là em cũng muốn đi chỗ nào đó để mà đi đi, đi tiểu quá, tại vì uống uống ba cái nước dừa này vô sâu mà em mắc quá, mà có anh rể ra thì đâu có đi tiểu được. Anh thử mới hỏi hay để em đi vô trong bụi chuối kia để em đi ấy ăn chút nhanh. Thì anh rể mới nói khoan khoan em ơi, đừng có vô đó, tại vì dạ dạ sao vậy anh, tại vì đất ở đây nghe nói đau linh dữ lắm, mà đất ông bà để lại á là coi như là người ta nói có thần có thiên có kiên có lành, đất đây màu mỡ cho cây trái tươi tốt, mà bây giờ em ngồi xuống em đưa cái của em đa em ấy đây á, thì nhiều khi ông bà thần thánh ở đây người ta quở phạt mình trồng cái gì nó không có lên nó thì mất thất bát mùa màng. Thì thôi em đi vô cái nhà vệ sinh mà của nhà của anh chị đó đó, thì vô đi chứ em đừng làm ngoài đây thì nó kỳ lắm. Vậy thôi em vô, em đi chút xíu nha, anh đây anh coi hai chặt bắp nha. Thì anh rể mới kêu kêu cô em vợ lại nữa, nói em ơi khoan khoan, cái cô này cũng như nãy giờ mắc mắc dữ quá đi mà nín nín và chịu nổi. Cổ nói dạ có gì không anh, anh nói đi anh, chứ giờ nãy giờ em uống nước dừa em chịu hết nổi rồi, em muốn đi tè. Thì anh em nói thiệt với em á, anh cũng giống như em cũng mắc dữ lắm, mà bây giờ anh với em hai người đi vô trong kia đi toilet hết á thì không có ai coi hai chặt bắp ở đây. Bây giờ em không ấy em giúp anh đi, em cho anh đi ké một cái được không? Dạ ké là ké làm sao, cô này cô không hiểu ý ổng. Ảnh mới nói chứ ý anh là muốn em đi tiểu á thì em đi, thì thằng nào em cũng đi vô đó thì em cho anh anh ấy vô cái của em rồi hồi em vô em coi như cho anh ké đó, chút bầu tâm sự đó quý vị ra giùm đi. Thì cô này cũng hơi hiểu hiểu mà anh không hiểu lắm, ý là coi như anh đã nhờ vậy đó, anh ấy vô của em rồi hồi em ra kia em đái vậy thôi. Thì cô này cũng hiểu, nó dạ, cũng khờ lắm. Nói thiệt con gái mà 18 tuổi mà chưa có một người yêu mà đẹp đẹp gái hú hồn luôn vậy đó, mà không có người yêu là biết khờ dữ lắm, trong làng là coi như út khờ đó quý vị. Thì cổ hiểu rồi, cổ nói dạ hiểu, hơi kiểu kiểu cuộc khờ khờ của cổ đó. Thì vậy hả em đồng ý rồi ha, dạ em đồng ý. Đầu anh làm của út luôn, trời ơi con gái người ta mới lớn mà, trời ơi điện nước tao nói ngon lành hết biết luôn vậy đó. Ảnh làm tao nói giữa đồng không hiu quạnh ha, giữa đồng ruộng hang vắng ha, làm hả hai ba cái luôn, trời ơi làm hết rồi nữa. Tao nói hả, tao nói cỏ cây mà tao nói liệt 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 luôn, quý vị biết cỡ nào rồi, như trâu hút mã vậy đó. Trời ơi giờ cũng thứ mà nhịn mà lâu năm mà vợ mà kiêng cử đó, bữa nay được bữa tao nói hả làm cho nó đã cái nư. Ừ, giống như là khát nước quá đi giữa sa mạc mình ta cho mình ly nước vậy, nó uống uống dữ lắm. Xong cũng mệt quá đuối quá thì thôi giờ anh đi về cũng mệt quá rồi, cái chuẩn bị về mà cũng không định nói cô Út vậy đó mà không dám. Thì cô này cũng nói xong chưa anh rể, này rể nó ừ xong rồi em, để em đi vô đi đi đi, đi toilet.
vô nhà anh á, thì mượn toilet ké nhà của anh chị nè, cái vô thì thấy cái kiểu đi mà lén lén lút á, thì cái cô vợ này cũng nghi, cô chị của cô này nè, nó sao nữa em gái mình nó đi toilet mà làm gì, nó cứ làm gì nó lén lén mà nó sợ ai phát hiện hay gì á, thì mới đi theo nghe nó đi vô, nó ngồi trong toilet mà nó nói gì nè, cái này là của anh rể, này là của mình, này là của anh rể, này của mình. Ủa cái chuyện gì mà có, cái chuyện gì mà có tên chồng mình trong đây nó đâu, để hồi mình hỏi nhỏ này cho ra lẽ coi. Thì chờ nhỏ em gái đi ra, út khờ ra nè, thì cô chị mới hỏi ủa em làm gì em đi toilet mà em cứ kêu này của anh rể, này của em là sao. Thì cổ mới kể lại đầu đuôi câu chuyện là vậy đó. Trời đó coi, cô này cô hiểu giác quan của người phụ nữ mà biết là ông chồng mình coi như là ông mần con em gái mình rồi, thành thử ra là nó mới khờ quá nó không biết. Thì cũng tức quá, cô nói trời ơi Út ơi là Út, sao em khờ quá, cái thằng chồng của chị hả, nó dụ em mà em không biết nữa, nó xí gạt em rồi, nó xạo rồi mà em cũng không biết nữa, trời ơi tội nghiệp con gái em gái tôi ghê vậy đó. Còn cái thằng chồng của tôi đâu rồi, vô đi tôi biểu coi, trời ơi hết biết ông rồi ha. Trời ơi ông làm cô hai chị em tôi nói hả, con em tôi nó khờ mà ông cũng tha nó chết rồi, kỳ này ông về ông biết tay tôi. Trời anh chồng nghe vậy sợ quá chạy, tao nói hả, té mương té suối. Kỳ này chiếc này về là chết đi cô vợ quý vị. Em kể câu chuyện này, chuyện Thiếu Lâm vui nha quý vị. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều vì đã xem clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha.